Toàn bộ những người hâm mộ bóng đá trên thế giới đều ghi nhận một điều, đó là một đội bóng để giành được chiến thắng không chỉ do cầu thủ giỏi mà còn do sự hướng dẫn chiến lược của huấn luyện viên. Huấn luyện viên là một trong những yếu tố quan trọng để tạo nên một đội bóng mạnh nhất. Sau đây là top 7 huấn luyện viên bóng đá giỏi nhất thế giới hiện nay. Pep Guardiola, cựu tiền vệ bóng đá người Tây Ban Nha, được người hâm mộ bóng đá trên thế giới bình chọn là huấn luyện viên xuất sắc nhất. Pep Guardiola là huấn luyện viên tài ba dẫn dắt đội bóng và hầu như cống hiến sự nghiệp cho Barcelona. Trong những năm đầu tiên khi ông làm huấn luyện viên cho Barcelona thì đội hình đã giành được cú ăn sáu ngoạn mục. Quả thật đây là thành công của Pep Guardiola với 14 danh hiệu cho Barcelona trong 4 năm ông dẫn dắt, là một thành công rực rỡ trong lịch sử đã khiến ông thuộc top 7 huấn luyện viên giỏi nhất thế giới hiện nay. Antonio Conte. Antonio Conte là huấn luyện viên hiện đang dẫn dắt Chelsea. Thêm vào đó là thành công của ông vừa rồi giúp đội bóng Chelsea giành cúp vô địch Premier League 2017. Antonio Conte từng là cựu cầu thủ và huấn luyện viên bóng đá người Ý, cũng đã từng gắn bó với nhiều đội bóng và đều mang về cho đội bóng những chiến thắng. Với tinh thần thi đấu cộng thêm sự kiên trì cùng chiến thuật 3-5-2 thì Antonio Conte luôn giúp các đội bóng giành cúp và lên hàng. Diego Simeone. Khi Dino Simeone kết thúc sự nghiệp cầu thủ ở câu lạc bộ Racing thì sau đó đã trở lại làm huấn luyện viên cho đội bóng này. Đến bây giờ khi Diego Simeone làm huấn luyện viên cho câu lạc bộ Atletico đã giúp cho đội bóng có nhiều giải vô địch và đưa mùa bóng năm 2013-2014 trở thành mùa bóng thành công nhất trong lịch sử câu lạc bộ. Carlos Ancelotti, ông đã từng là huấn luyện viên 8 câu lạc bộ trong sự nghiệp làm huấn luyện viên của mình. Bây giờ Ancelotti là huấn luyện viên trưởng cho Bayern của Đức, nhưng khi bắt đầu làm huấn luyện viên thì sự nghiệp bắt đầu với câu lạc bộ nhỏ Rihanna, giúp đội bóng nhỏ giành giải vô địch và sau đó các câu lạc bộ khác cũng giành được nhiều giải. Chính điều này đã giúp ông được bầu là huấn luyện viên hay nhất năm bởi các hiệp hội tạp chí thể thao châu Âu vào năm 2007. Jose Mourinho, với tính cách mạnh mẽ và thẳng thắn thì Mourinho luôn dám chỉ trích đối thủ và giới truyền thông. Chính vì điều này khiến ông là một huấn luyện viên xuất sắc khi dẫn dắt câu lạc bộ Manchester United. Khi dẫn dắt câu lạc bộ Chelsea giúp câu lạc bộ giành được giải vô địch, Mourinho đã được trao tặng danh hiệu huấn luyện viên xuất sắc nhất thế giới cho hai năm 2004 và 2005. Max Allegri. Allegri đã được bình chọn là huấn luyện viên xuất sắc nhất năm Italia vào năm 2011 và năm 2015. Không chỉ dừng lại ở đó, ông đã giành giải huấn luyện viên xuất sắc nhất Serie A vào năm 2016 và năm 2017. Đây là những thành công của Allegri khi ông đang là huấn luyện viên cho Juventus. Joachim Löw. Löw đã từng là cầu thủ và cũng là huấn luyện viên trưởng của Đức, người dẫn dắt đội tuyển Đức từ năm 2014 đến năm 2017. Chính điều này giúp đội tuyển quốc gia Đức gặt hái được nhiều thành công như cúp vô địch thế giới vào năm 2014. Ông cũng đạt được những thành tích cho mình là huấn luyện viên xuất sắc nhất thế giới năm 2014.